Em đang khám phá cái gì đó ở trong cái góc tường. Thông thường thì trong góc ấy rất hay có những con ếch, có hay con cóc ấy. Nên là những con bé mèo cũng rất là tò mò, không biết là trong đấy có gì, nên luôn luôn là khám phá. Nhìn đôi tai của nó dựng lên kìa, mắt thì tròn lên, nhìn rất là ngạc nhiên. Có một con chuột chuồn nó đang bay xung quanh chỗ sân này. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Kitten Mèo của em, và các bạn sẽ thích những video mèo của mình thì hãy cho mình xin một like đăng ký kênh của channel của mình nhé.